Dạ vâng, cái sự hy vọng của luật sư Duyên cũng như là đa số người dân Mỹ và ngay cả giới chính trị gia nữa, thưa quý vị. Thành thử Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cái lời Twitter của Tổng thống Donald Trump ngay sau cái ngày thứ Bảy, khi mà Tổng thống lên tiếng về cái sự trao đổi mà ông muốn. Thì ông đã Twitter trong ngày Chủ nhật, ông nói rõ ràng nha thưa quý vị là không, ân xá không nằm trong đề nghị của ông. Đây chỉ là một cái sự gia hạn 3 năm của cái chương trình DACA. Ân xá chỉ được dùng trong một cái thỏa thuận về di trú lớn hơn thật sự về vấn đề chương trình di trú hay một vấn đề nào khác. Và ông cũng không có cái chiến dịch mà trục xuất hơn 11 triệu người đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Nhưng bên cạnh đó thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông tweet và ông đã đe dọa bà Nancy ngay lập tức, thưa quý vị, là bà hãy coi chừng tôi đó nha. Và đúng như luật sư Duyên nói là thì cũng trong ngày Chủ nhật, thưa quý vị, có một số nghị sĩ và đặc biệt là bên đảng Dân Chủ, ông Mark Warner của Virginia, thì ông trong một cái chương trình Meet the Press của NBC trong ngày Chủ nhật thì ông đã nói ngay rằng những gì mà Tổng thống đưa ra trong ngày thứ Bảy, cái sự trao đổi đó, thì nên dùng để làm một cái điểm khởi sự cho một cuộc thương thảo. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà bên Dân Chủ muốn là trước hết cũng phải mở cửa lại chính phủ, và ông cũng kêu gọi Quốc hội thông qua cái luật trả lương cho những nhân viên chính phủ liên bang, để mà những người dân này, những người nhân viên này, thưa quý vị, họ không bị hụt tiền lương trong cái tuần tới này. Thì đây sẽ là cái check thứ hai, mà nếu mà họ không có tiền thì chúng ta cũng không cần biết, cũng đã biết là cái sự khó khăn của những nhân viên liên bang này sẽ như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó, thưa với lại luật sư Duyên, khi mà Tổng thống Donald Trump ông liên tục ông tấn công bà Nancy Pelosi trong những cái Twitter, thì tin tức lại cho thấy là khi mà nói đến cái vấn đề mà cái uy tín của bà Nancy Pelosi, thì những cái báo cáo lại cho thấy là uy tín của bà lại tăng cao trong những cái cuộc thăm dò vừa mới đưa ra trong tuần này, thưa luật sư Duyên. Thứ nhất là cái uy tín của bà Pelosi hay là cái uy tín của Tổng thống Trump đó, khi mà thăm dò thì nó thể hiện nhiều cái tính cảm tính, có nghĩa là cái sự bực mình đối với Tổng thống đó nhiều quá, cho nên khi mà bỏ phiếu người ta dồn cho bà Pelosi. Thì cái mỗi một lần mà đọc những cái thăm dò thì anh Dương cũng chỉ đọc thôi, nhưng mà không có dựa vào nó nhiều trong những cái phân tích. Bây giờ mình trở lại đó là trong cái chương trình lần hôm ngày thứ Sáu đó, anh Dương với Lê Ngọc có nói đó là bà Nancy Pelosi khi mà bà dùng cái quyền của bà để bà không mời Tổng thống Trump đi qua bên Hạ viện để mà làm cái bài diễn văn mà State of the Union đó, thì anh nói là bà đã lỡ một cái cơ hội. Thực sự nếu mà cái hay hơn đó, anh Duyên vẫn thích là bà Nancy Pelosi để cho Donald Trump một cái cơ hội để mà Tổng thống nói về cái tình trạng nước Mỹ, là bởi vì khi mà Tổng thống nói có nghĩa là người dân nghe. Bà Nancy Pelosi sau khi Tổng thống nói, bà vẫn còn có một thời gian giờ mà bà trả lời lại từng điểm một của Tổng thống. Thì mình là người dân, mình là những người đóng thuế, mình lo về cái vận mệnh của đất nước đó, thì mình muốn nghe để mình là họ report để mà mình decide mà. Thì tại sao mà đó là cái cơ hội để cho Tổng thống report theo cái góc nhìn của Tổng thống, bà Pelosi report theo cái góc nhìn của bà, để rồi chúng ta qua hai cái sự trình bày đó mình nhìn rõ cái hiện trạng, ngay cả cái hiện trạng bấy nhầy của đất nước đi nữa đó, người dân cũng xứng đáng được nghe và xứng đáng được phân tích. Thì tại sao bà lại gọi là mất cái, làm lỡ cái cơ hội, bà tước đi cái điều đó của người dân? Cái anh Duyên hơi tiếc cái lúc đó thì thôi. Dạ thưa vâng, thưa với luật sư Duyên, Lê Ngọc xin lỗi luật sư Duyên gọi là nhảy ngang vào, nhưng mà thật sự đó, con người nó khó nói, giống như là luật sư Duyên lắm, đôi khi chúng ta, ngay cả chính chúng ta nữa,
khi mà chúng ta nhìn ở một sự việc nào thì chúng ta đề nghị nó rất là hay. Tại vì chính bà Nancy Pelosi, bà cũng không muốn cho Tổng thống Donald Trump có một cái cơ hội để mà gọi là phân trần với lại người dân Mỹ. Cái đó là một cái sự thường tình ở con người lắm luật sư Duyên. Chứ còn nếu mà như luật sư Duyên mà nói đến là ô, ai cũng có một cái suy nghĩ như vậy, sẵn sàng nghe một cái chiều bên khác, hoặc là sẵn sàng để mà nghe xem cái bên chống mình nói cái chuyện gì, thì Lê Ngọc thấy khó làm con người lắm với thưa luật sư Duyên. Đồng ý với Lê Ngọc 100% luôn á. Chính vì vậy cho nên mỗi một lần mà anh Duyên với Lê Ngọc mà chia sẻ với quý thính giả đó, anh em mình hay có cái câu là từ góc nhìn của anh em chúng tôi. Có nghĩa là yes, mình nói mình có cái góc nhìn của mình, nhưng mà mình cũng đồng ý với cái chuyện là người khác mà họ chỉ trích mình hay là họ không đồng ý với mình, thậm chí riêng cá nhân anh Duyên thôi, anh họ Duyên không muốn người ta động tới Lê Ngọc, nhưng mà riêng cá nhân anh Duyên thì nó là chửi nát ông Duyên cũng được, không sao hết trơn đó. Nhưng mà làm sao khi trong cái lý luận, trong cái chửi nát ông Duyên hết đó, làm ơn đưa thêm cái dẫn chứng, đưa thêm tất cả những cái sự thuyết phục. Chứ còn ngồi mà cứ nói trên trời dưới đất rồi chửi đổng nó thì không có vui. Nhưng mà chửi ông Duyên mà nói rõ từng câu từng chữ, có những cái dữ kiện để support cái sự chửi của mình đó, nó làm cho mọi phía nhìn ra rõ vấn đề, thì anh Duyên mong lắm, anh Duyên muốn được nghe như vậy. Sở dĩ mà có nhiều lần nói rằng là có nhiều người muốn nói là bây giờ muốn đối thoại với ông Duyên về vấn đề này, về vấn đề nọ, nhưng mà tới chừng anh Duyên hỏi ngược lại, nói là đối thoại mình có chấp nhận không, có đưa có cái fax để mà đưa ra không, còn nếu mà họ không có đọc sách, không có đọc báo, không có đọc tin gì cả mà cứ nói càng theo cái chuyện mà gọi là tuyên truyền đó mà, thì thôi cứ nói cho đã đi, khỏi cần có đối thoại là như vậy. Còn trở lại với bà Nancy với lại ông Tổng thống Trump, là nếu mà để cho Tổng thống Trump nói chuyện đó, thì theo cái góc nhìn anh Duyên đó, thì cái cơ hội của bà Nancy còn lớn hơn nữa, là tại vì qua cái cách trình bày nó, từ cái bức tường nó như thế nào, từ cái chuyện mà bỏ đói con cái như thế nào đó, thì cái lý luận của bà Pelosi lại còn có một cái kết quả mà nó rõ ràng hơn, nó có ảnh hưởng mạnh hơn trong lòng dân chúng nữa. Cho nên đó là một cái lần mà theo cá nhân của anh Duyên thôi, thì bà Nancy Pelosi là để lỡ cơ hội. Thì riêng cái lần này mà nếu mà cứ khăng khăng nói là học, nếu mà cứ khăng khăng đòi bức tường, chúng tôi không chịu nói chuyện đó, thì thêm một lần nữa là sẽ để lỡ cơ hội. Cho nên cứ ngồi xuống. Còn bên phía bên cực đoan, da trắng cực đoan, thì họ đang muốn hủy cái cơ hội này mà họ cứ tiếp tục, họ chỉ chích trích Donald Trump, họ nói là đây lại là nhượng bộ, đây lại là amnesty, vân vân. Cái chuyện đó là một cái góc nhìn của những người cực đoan. Nhưng mà riêng thì anh Duyên vẫn muốn là phía bên dân chủ, bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer ngồi xuống để ảnh hưởng lẫn nhau, để mà đạt tới một cái đồng thuận và mở cửa chính phủ trở lại. Dạ vâng, một cái khía cạnh khác trong một cái Twitter của Tổng thống Donald Trump, thưa với luật sư Duyên, ông đã nêu lên một cái vấn đề, mà một cái vấn đề này chắc chắn mọi người dân nước Mỹ chúng ta đều không muốn tới. Trong cái tweet đó thì Tổng thống nói rằng là bên Dân Chủ đã không nhìn thấy tội phạm và ma túy, mà bên Dân Chủ chỉ nhìn thấy năm 2020. Có một cái điều mà Tổng thống cũng có một cái nhìn mà người ta cũng có thể chỉ trích Tổng thống Donald Trump, mặc dù ông đã đưa lên một cái khía cạnh mà người dân Mỹ cũng rất là lo ngại. Thì bên cạnh đó, Tổng thống đã nói ngay là thứ mà bên Dân Chủ sẽ không chiến thắng, khi mà ông nói là Dân Chủ chỉ nhìn thấy năm 2020 thôi. Thành thử họ nên làm cái điều đúng đắn cho đất nước và hãy cho phép mọi người quay trở lại làm việc. Hiện nay Lệ Ngọc thấy cái sự thỏa thuận nó có phải là một cái sự mở đầu hay không? Chính Tổng thống Donald Trump, ông cũng muốn nhân viên liên bang Mỹ quay trở lại làm việc, và bên đảng Dân Chủ họ cũng muốn như vậy, thưa luật sư Duyên. Vâng, Lê Ngọc đã có luật sư Duyên trên làn sóng của Internet, thưa quý vị. Lê Ngọc xin được trở lại với lại anh Duyên. Nhưng mà trở lại, chỉ nhắc lại những cái điều mà đang nói nửa chừng đó mà. Tức là nếu mà giả sử mình Tổng thống có nói rằng là cái phía bên bà Pelosi không có care về cái tội phạm chẳng hạn, thì
mình cũng có cái cơ hội để mình trả lời rằng là cái vấn đề tội phạm nó cao không phải là nằm ở cái phía những cái người di dân tị nạn, mà thật sự cái tội phạm nó nằm ở trong nước Mỹ, cái tỷ lệ nó cao hơn. Chẳng hạn vấn đề ma túy, bà cũng sẽ có một cái cơ hội để bà nói là cái con số của từ chính phủ đưa ra là 90% số lượng ma túy đi vào là đi vào bằng cái ngõ máy bay, bằng những cái cảng mà những cái tàu hàng nó nhập vào, vân vân. Rồi nói là 2020 thì chính tổng thống là nhắc đi nhắc lại cái 2020, nó mới cho thấy một cái điều là tổng thống cần bức tường, chỉ vì tổng thống muốn giữ lời hứa với cái nhóm gọi là cái nền của tổng thống, và nhờ cái nền đó là tổng thống đang nhắm tới 2020. Mình có một cái cơ hội để mình phản bác. Thành ra anh thì anh vẫn nghĩ rằng là nội nội cái chuyện mà tổng thống cứ nhắc đi nhắc lại là thứ nhất nạn nhân là những cái người dân chủ, hoặc là những cái người đó bây giờ thì ủng hộ tổng thống Trump, rồi họ sẽ win với tổng thống, họ win big với tổng thống, có nghĩa là tổng thống dùng họ để mà cho chiến thắng của mình. Mình có cái cơ hội mình trả lời. Vậy thì cái cách bao giờ cũng vậy, cái hay nhất là để người ta trình bày rồi mình đáp trả lại, thì nó hay hơn là cái chuyện mà đóng cửa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã biết là ngày thứ 31 mà chính phủ Liên bang Mỹ vẫn còn đóng cửa một phần, mà khi nói đến con số 31 thì thường thường đó là ngày cuối của một cái tháng. Hy vọng cũng là ngày cuối của vấn đề mà chính phủ Liên bang đóng cửa để mà mở cửa làm việc toàn phần trở lại. Và luật sư Duyên có nói là theo cái lời mà Lệ Ngọc nghe thì có vẻ như luật sư Duyên nghĩ là Tổng thống Donald Trump ông sẽ vướng vào những cái điều pháp lý khó mà có thể tiếp tục, hoặc là có nhiều lắm đi nữa đó, người nếu mà chúng ta xui lắm thì thêm 4 năm nữa. Thì thưa với lại luật sư Duyên, trở lại về vấn đề những cái vấn đề pháp lý, thì mới đây thôi trong ngày hôm qua, ông luật sư của Tổng thống Donald Trump chính là ông Rudy Giuliani, thì ông còn lên tiếng, ông thừa nhận là Tổng thống Donald Trump từng có những cái cuộc thảo luận về dự án xây dựng Trump Tower, là tòa tháp Trump, tại nước Nga, tại Moscow, trong cái thời gian mà diễn ra chiến dịch vận động tranh cử trước đây vào hồi năm 2016. Mặc dù trước đó thì Tổng thống Donald Trump đều nói là không, ông đã ngừng lại trước khi mà cái cuộc chiến dịch tranh cử. Nhưng ông Giuliani và ngay cả ông cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, thì cho biết là vẫn tiếp tục được trao đổi rất là nhiều lần giữa Tổng thống Donald Trump và Michael Cohen, theo lời của ông Giuliani, cho tới tận tháng 10 hoặc là tới tháng 11 của năm 2016. Thì vừa rồi bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận được những cái tin là ngay cả BuzzFeed News, thưa quý vị, họ cũng lên tiếng, họ bảo vệ cái lập trường của họ với những cái bản tin, những cái báo cáo mà họ đã cho rằng là Tổng thống Donald Trump chính là người đã chỉ đạo cho ông Michael Cohen nói dối trước Quốc hội. Mặc dù chúng ta cũng đã nghe được là bên toán của công tác của ông Robert Mueller cũng đã lên tiếng và phủ nhận là cái câu chuyện BuzzFeed News về Tổng thống Donald Trump là không chính xác. Thì sự việc này nó như thế nào thưa luật sư Duyên? Bên nào đúng, bên nào sai thưa luật sư? Trước khi trả lời cái tin mà về hãng thông tấn BuzzFeed mà Lê Ngọc mới vừa nói đó, thì hồi nãy cái chuyện mà 4 năm nữa đó, thưa quý thính giả, là quý thính giả cũng yên tâm. Thí dụ mà vì một cái tình cờ, một cái cơ duyên nào đó mà Tổng thống Trump mà có thắng được một cái nhiệm kỳ 4 năm nữa, thì chúng ta biết rằng vào năm 2020 này đó, thì ngoài Hạ viện phải bầu lại, Thượng viện phải bầu lại, mà nếu Thượng viện với Hạ viện mà gọi là nằm về phía dân chủ đó, thì cho dù Tổng thống Trump có được là Tổng thống đi nữa, thì cái sự kềm chế vừa của bên Quốc hội nó chặt chẽ hơn rồi. Thành ra chúng ta cũng hy vọng là cái bản hiến pháp, cái nền dân chủ, cái tự do của nước Mỹ mà sẽ tiếp tục đi theo cái con đường mà mấy trăm năm nay chúng ta thấy, chứ không phải là cứ muốn quậy, muốn phá gì nữa cũng được. Cái chuyện đó chắc không có đâu. Nhưng mà trở lại cái vấn đề cái hãng thông tấn BuzzFeed, thì quý thính giả nhớ là trong cái tuần vừa rồi đó, hãng BuzzFeed họ đưa ra một cái bản tin. Họ nói là họ đã được những cái source, những cái nguồn của họ cho biết rằng
Tổng thống Trump đã chỉ thị trực tiếp cho ông Cohen khai dối với Quốc hội. Thì BuzzFeed vừa mới đưa ra cái tin đó đó, thì từ phía văn phòng, chính văn phòng của ông Robert Mueller đó, thì ông xứ ngôn viên là ông Peter Carr, ông đưa ra một cái văn thư liền. Ông nói là BuzzFeed không chính xác. Thì trong lúc mà bên phía bên ông Cohen mà vừa đưa, ông Peter Carr, ông Mueller vừa nói rằng là BuzzFeed không có chính xác đó, thì là bên phía bên Tổng thống Trump là dậy lên liền, nói rằng là đó là cái fake news này nọ, cảm ơn ông Mueller vân vân. Thì BuzzFeed họ lại cũng lên tiếng, họ khẳng định rằng là cái report của họ, cái tường trình của họ là chính xác, và họ yêu cầu khi mà văn phòng ông Mueller nói rằng họ là không chính xác đó, thì phải cho biết là không chính xác ở điểm nào. Chứ còn nói mà nói chung chung là không có chính xác thì nó không có tốt cho cái uy tín của họ, bởi vì họ nói rằng là cái nguồn của họ là cái nguồn chính xác. Cho tới giờ phút này mình chưa có nghe văn phòng ông Mueller trả lời, nhưng mà với cái làm việc mà kỷ luật và thận trọng của văn phòng ông Mueller, có thể ông cũng không có trả lời nữa. Nhưng mà qua cái sự việc đó, để mình nhớ lại một vài cái điểm mà xảy ra năm 1972, cái thời của Tổng thống Nixon á, chúng ta biết là cái tờ Washington Post ở cái vùng của quý thính giả ở trên Washington á, đó là một tờ báo rất là uy tín. Và năm 1972 đó là hai cái ông, là ông Bernstein với lại cái ông Woodward á, hai ông đó đã là hai ký giả trẻ và họ đang điều tra cái vụ Watergate của Tổng thống Nixon. Thì trong lúc mà đang điều tra đó, thì hai ông có viết một cái điều này. Hai ông nói rằng là bên Tổng thống Nixon đã dùng cái tiền mặt mà, cái tiền tranh cử đó, để mà luồn vào cho những cái chiến dịch mà gọi là nghe lén của họ về phía đảng Dân Chủ đó. Thì nói rằng là trong đó có một người mà đã trình bày với lại grand jury, nói rằng là cái ông chánh văn phòng của Tổng thống Nixon đã approve, đã ra lệnh cho những cái cuộc chi trả đó. Và họ, hai ông ký giả viết rằng là cái việc đó đã được tường trình với đại bồi thẩm đoàn, chỉ có một cái câu đó thôi. Thì thực sự cái câu chuyện của họ là cái câu chuyện đúng. Cái câu chuyện của ông Bernstein với lại ông Woodward đó, là cái câu chuyện đó là hai ký giả viết rất đúng, là ông chánh văn phòng đã approve cái chuyện dùng cái tiền để mà trả cho những cái nhóm nghe lén. Và nếu mà thật sự cái chuyện đó xảy ra thì nó ảnh hưởng tới ông Nixon liền. Và cái chuyện đó là chuyện thật, chỉ có một điểm nhỏ sai thôi, là họ nói rằng cái ông Sloan đó là cái ông mà lo về tài chính đó, ông đó đã nói với lại đã tường trình cái đó với đại bồi thẩm đoàn. Cái sự thực là ông đó, ông chia sẻ với hai ông ký giả thôi, mà ông chưa hề nói cái chuyện đó với đại bồi thẩm đoàn. Thành ra bên phía bên tòa Bạch Ốc của thời ông Nixon mà tấn công tờ Washington Post, tấn công hai ký giả, mà họ tấn công mạnh đến mức độ mà đã có một cái giai đoạn là hai ông ký giả này mấy ông muốn ngưng, mấy ông không điều tra nữa. Nhưng mà cái bà chủ báo của cái tờ Washington Post lúc đó đó là bà Graham, bà này bây giờ thì tờ báo đã được bán cho ông Bezos rồi, nhưng mà cái thời đó là nó vẫn còn là của tư nhân, là của cái bà Graham, nó không có thuộc về một cái công ty lớn. Thì bà này bà vẫn support hai cái ông ký giả là ông Bernstein với lại ông Woodward. Thành ra cái cuộc điều tra nó vẫn tiếp tục, nó dẫn tới cái sự từ chức của Tổng thống Nixon. Thành ra chỉ có một cái điểm nhỏ thôi, đó là cái câu chuyện là cái câu chuyện thật, chỉ có một cái điểm nhỏ là cái ông mà ông cung cấp đó, ông chỉ nói với hai ông ký giả chứ ông chưa nói với đại bồi thẩm đoàn. Vậy mà họ đã bị tấn công một cách dữ dội rồi. Thì cũng giống như cái chuyện bây giờ đó, là tờ BuzzFeed họ nói rằng cái thông tin của họ là đúng, là chính xác. Thì bên phía bên văn phòng của ông Mueller, dĩ nhiên là ông Mueller là đang làm cái cuộc điều tra, thành ra có một cái chi tiết nhỏ nào đó mà không chính xác đó, mà ông im lặng, ông cũng sợ là nó ảnh hưởng tới uy tín của cái cuộc điều tra của ông mà. Thành ra ông đã lên tiếng, ông nói là không chính xác, nhưng mà hỏi là
không chính xác điểm nào đó, thì cho tới giờ phút này ông Mueller ông không có cho biết là không chính xác về điểm nào, ông chỉ nói không chính xác thôi. Mình thấy cái tế nhị giữa cái vấn đề đó là khi những cái người mà họ làm việc mà họ kỷ luật đó, ngay cái chuyện thông tin, những cái thông tin nhỏ nhặt đi nữa họ cũng vẫn rất là chính xác. Và cái cách mà ông Mueller cũng cho thấy cái kỷ luật của ông là nếu mà ông thấy một cái điểm chính xác, cho dù cái điểm chính xác đó nó có nhỏ đi nữa, ông phải lên tiếng, nếu không thì trong tương lai cái uy tín của cái cuộc điều tra của ông cũng bị ảnh hưởng. Nói tới nói lui để rồi chia sẻ với quý thính giả là khi mà người ta làm việc đó mà người ta gọi là tôn trọng cái uy tín của chính họ đó, thì những cái điểm nhỏ nhỏ họ vẫn rất là thận trọng. Mình ngược lại thì mình đi mình nhìn qua một cái góc nhìn khác, thành ra điều tra và thông tin mà gọi là có cái uy tín, có đạo đức đó, nó khác, còn cái cơ quan tuyên truyền thì nó khác. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi một ngày từ cái tòa Bạch Ốc ra, cái bà Sarah Sanders á, bà nói láo gần như là mỗi ngày, tổng thống nói sai gần như là mỗi ngày, cái đài Fox họ nói láo gần như là mỗi ngày, để mình hiểu rằng là cái góc nhìn chuyên nghiệp của những cái người làm việc có trách nhiệm và những cái người mà có trách nhiệm với cái nền dân chủ Hoa Kỳ đó, cái góc nhìn họ khác. Cho nên cái sự đấu đá qua lại, không phải là nói chữ đấu đá thì quá nặng, cái chuyện mà tranh luận qua lại giữa BuzzFeed với lại ông Robert Mueller đó, khi mà tôi nhìn vào thì tôi lại không có thấy là cái điểm xấu của cái tờ BuzzFeed, mà tôi thấy rằng là chính cái sự mà tranh biện qua lại như vậy đấy, mình cho thấy cái tinh thần trách nhiệm của họ rất là cao và cái tinh thần trách nhiệm của ông Robert Mueller rất là cao. Qua cái những cái gọi là hiccup, cái nấc cục nhẹ như vậy mà nó cho tôi thấy rằng là tôi vẫn có một cái niềm tin về cái báo chí thật sự của Mỹ và những cái cuộc điều tra mà trách nhiệm kỷ luật ghê gớm như luật của ông Robert Mueller, nó tăng cho tôi cái niềm tin chứ nó không có làm giảm cái gì hết. Nhưng mà chỉ có chia sẻ với quý thính giả để chúng ta thấy một cái góc nhìn của báo chí và của những cuộc điều tra ở Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên vừa mới nhắc đến cái vấn đề mà cái sự tác hại của việc thông tin sai lạc, và đặc biệt đối với lại uy tín của báo chí và ngay cả trong cái cuộc điều tra của đối với lại Tổng thống Donald Trump. Thì thưa với luật sư Duyên, ngay cả chúng ta phải nói đến không những là những bản tin mà ngay cả trên những trang mạng trong cộng đồng của người Việt của chúng ta, hay là tất cả những cộng đồng mạng khác của người dân Mỹ ở khắp mọi nơi, thì ngay cả Facebook cũng cho thấy là họ cũng đã phát giác ra được những cái account mà giả, rồi tạo ra những cái tin để mà lũng đoạn những cái tin tức liên quan đến bầu cử của nước Mỹ, của bên Nga. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào về cái sự thông tin sai lạc? Chẳng hạn như những người nào người ta ủng hộ bên đảng Dân Chủ thì người ta lại cho là cái bản tin đó là đúng. Ngược lại thì có những người họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thì họ cũng đưa lên những cái bản tin để mà chỉ trích. Và có thể là không biết là những người họ đưa tin ở từ hai phía họ có kiểm chứng những cái vấn đề đó hay không, nhưng mà họ bất chấp, họ chỉ vì cảm tính mà họ đưa lên những cái sự bình luận, những cái sự những cái bản tin của họ. Thưa luật sư Duy, cho tới bây giờ với cái kỹ thuật về thông tin mạng đó, nó dày đặc như vậy đó, thì yes, cái thoạt đầu người ta dễ bị lừa bịp. Chúng ta biết là những cái sự lừa bịp nó dẫn tới những cái tác hại nguy hiểm đến mức độ mà một tay xách súng lên trên cái tiệm pizza trên Washington DC đó, bắn tùm lum tà la chỉ vì tin là bà Hillary Clinton bả điều hành một cái chuyện mà mãi dâm mà liên quan tới con nít đó, mặc dù tin đó là hoàn toàn tin vịt mà người ta vẫn bắn. Đó là cái tác hại đó. Nhưng mà qua những cái xáo động rồi từ từ cái người mình nói là cái đại đa số quần chúng đó, người ta cũng thông minh hơn, người ta nghe những cái tin giả. Chẳng hạn như hồi đó mới đầu tôi nghe là trong cái thời gian tranh cử đó, mình tự nhiên có một cái bản tin nói rằng là ông Đức Giáo Hoàng lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Donald Trump, thì tôi nghe tôi nói là hình như nó ngờ ngợ cái gì nó không đúng đây. Quả thật y như rằng là chừng vài tiếng đồng hồ sau cái bản tin đó biến mất, và Yahoo họ cũng nói rằng là cái đó là bản tin vịt chẳng hạn.
thì trở lại cái thành ra cái yes, với cái tiến bộ của thông tin mạng thì quý thính giả khi mình đọc tin, nghe tin thì mình sàng lọc, và khi mà mình sàng lọc như vậy đó, nó cho tôi thấy một điều mà cũng rất là vui ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Chẳng hạn như bây giờ một cái mình nghe những cái nguồn tin hoặc là những cái thước tin nói rằng là ô, có một cái nhân vật nào đó có một cái tin chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng đã chết rồi. Người ta nói dám lên tiếng một cách nghĩa là ngang ngược nói là Nguyễn Phú Trọng đã chết rồi, trong khi mình biết cái đó là tin xạo. Như vậy mà khi đã nói tin xạo rồi thì cái nhóm đó lại tiếp tục họ khẳng định nữa, họ nói rằng là ai muốn nói chỉ trích gì chỉ trích, ngay bây giờ là họ có trong tay cái tin là Nguyễn Phú Trọng đã chết. Nghe là mình biết là thôi thì cái nhận mình nghe xong là thính giả sẽ biết là cái vô trách nhiệm tới cái mức độ đó rồi. Hoặc là cái hồi ông tướng đại tướng Phùng Quang Thanh cũng vậy nữa, nói là đại tướng Phùng Quang Thanh là bị ám sát ở Paris. Quý thính giả nghĩ xem là mình chỉ dùng cái common sense thôi, một cái chuyện một ông đại tướng của nước Việt Nam mà bị bắn chết ở giữa đường phố ở trên Paris. Xin lỗi, xe cán chó mà báo nó cũng đã đăng tin rồi nữa. Thế mà cái chuyện đó báo chí Pháp họ không hề đăng, vậy mà vẫn có người tiếp tục viết bài và họ tính đưa những cái tin giật gân đó mà để mà họ tạo cái danh. Nhưng mà về lâu về dài thì những cái danh mà họ tạo đó đều là gọi là họ tạc những cái mực vào trong mặt họ mà. Thành ra thôi thì mình quay trở lại là cái chuyện mà truyền tin, thông tin với lại bình luận bây giờ đó, nó dẫy đầy. Có những người mới ngày hôm trước thôi là đi giao báo trên đường phố, ngày hôm sau là đã ngồi trên microphone để làm bình luận rồi, thì cái chuyện đó mình phải chấp nhận thôi à. Nhưng mà có một cái điểm là mỗi một lần mà mình nghe những cái lắng nghe của quý thính giả, và rồi quý thính giả mới chọn lựa là trong người ta mình cái vấn đề truyền tin mà cũng giống như là những thức ăn vậy đó. Đây là những cái thức ăn tinh thần mà mọi nguồn đưa tới, dần dần thính giả người ta cũng sẽ chọn lọc, người ta sẽ sàng lọc thôi à. Thành ra biết là cái việc nó đang bấy nhầy ở ngoài đó, chỉ có một điều là anh em chúng tôi, Lệ Ngọc với chúng tôi đó, khi làm chúng tôi có trách nhiệm với những điều chúng tôi làm. Quý thính giả để ý là một mẫu tin của năm 2019 này đó mà anh em chúng tôi đọc cho nó rộng ra, rồi research, rồi back up. Mình muốn make sense cái tin này đó, mình phải nhìn lại lịch sử của mấy trăm năm. Thực sự họ nó cũng gom lại ở trong những cái chừng một chục trang sách thôi. Chịu khó đọc và chịu khó chia sẻ, và chính cái tinh thần trách nhiệm của anh em chúng tôi đó, nó show là chúng tôi rất là kính trọng quý thính giả của chúng tôi, và chúng tôi rất là vừa kính trọng vừa yêu mến cái sự lắng nghe của quý thính giả. Ngay cả những người mà nghe chúng tôi rồi bất đồng ý với chúng tôi, rất là khó chịu với chúng tôi, nhưng mà vẫn tiếp tục nghe là bởi vì họ hiểu rằng là ngay cả tôi nói những cái điều mà nó không có hợp lỗ tai mình đi nữa đó, chúng tôi có trách nhiệm trên những cái điều chúng tôi nói, thì cái điều đó rồi ra nó sẽ là một cái giá trị sau cùng của những cái việc của những người mà làm thông tin rồi chia sẻ những kiến thức. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, bước qua những cái sự kiện mà những cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và toán làm việc của ông đi, thì chúng ta phải nói đến là chắc chắn ông phải đưa cái kết quả của những cái sự điều tra này, mà một trong những cái sự kiện này thưa với lại luật sư Duyên thì phải nói đến là vấn đề là có những cái báo cáo, có những bản tin từ Washington Post, từ New York Times cho rằng là Tổng thống Donald Trump là ông làm việc cho ông Putin, ông đã bị ông Putin sai khiến. Thì người ta đang cần nói đến một nhân vật, đó là một nữ phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, vì bà đó là bà Marina Gross. Thì bà là người duy nhất có mặt trong phòng khi mà Tổng thống Donald Trump gặp ông Putin ở Helsinki, Phần Lan, và Tổng thống Donald Trump và ông Putin đã trao đổi với nhau những chuyện gì. Nhưng mà bên cạnh đó thì mới đây thôi, có một vị cựu đại sứ của Mỹ, đó là ông Michael McFaul, thì ông này có Twitter, ông lên tiếng, ông bày tỏ một cái sự khen thưởng cho bà Marina Gross, mô tả bà là một phiên dịch viên tuyệt vời.
Nhưng mà ông cũng nhắc nhở đến là hiện nay những người mà làm nghề phiên dịch chuyên nghiệp thì họ lại tỏ ra lo lắng về một cái tiền lệ nguy hiểm mà nếu mà Quốc hội Mỹ đặt ra là phải triệu hồi, phải subpoena một phiên dịch viên, thì đây có phải là một cái vấn đề mà thưa với lại luật sư Duyên, khi mà họ nhận cái chức làm phiên dịch viên thì họ đã có một cái contract hay là họ có một cái gì là họ không được nói đến, không tiết lộ những cái thông tin mật ở một cái mức độ nào hay không thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là mình phải hiểu ông đại sứ McFaul là ai. Đây là một cái ông đại sứ Mỹ mà tại Nga trong một thời gian dài, và gần đây là ông McFaul là cái người mà Tổng thống Trump định đồng ý là giao cho ông Putin ổng giữ để ổng điều tra đó, là tại vì bên Nga họ ghét ông đại sứ McFaul này lắm. Nhưng rồi rốt cuộc thì nó dĩ nhiên là không thể nào mà Tổng thống Trump có thể làm được cái việc đó, mình phải hiểu như thế. Thì ông McFaul khi lên tiếng nói rằng là bây giờ một cái người thông dịch viên mà đương nhiên khi mà người thông dịch viên đó là làm việc mà thông dịch cho tổng thống thì những cái vấn đề đó là gọi là tối mật rồi, mà nếu mà gọi là vẫn bị subpoena đó thì tạo một cái tiền lệ khiến cho những cái người thông dịch viên trong tương lai họ ngần ngại, họ lo sợ đó. Thì cái suy nghĩ của ông đại sứ McFaul là một cái suy nghĩ chính đáng. Nhưng mà cái suy nghĩ chính đáng đó, mình nếu mà đi nhìn rọi vào theo cái khía cạnh luật pháp đó, thì đây là cái nhìn của một cái người làm luật như là anh Duyên nè. Điểm thứ nhất đó là khi mà mình, mỗi một cái người mình làm việc đó, mình có một cái, mình được giao một cái nhiệm vụ, và chắc chắn là nó sẽ có những cái luật lệ nó đi kèm theo cái nhiệm vụ mà mình nhận. Cho nên yes, một cái người thông dịch viên là có bổn phận không có được gọi là tiết lộ những cái điều gì mà ông tổng thống mà mình ngồi nghe, mình thông dịch mà mình biết mình không có được quyền tự tiện mình tiết lộ. Nhưng mà chắc chắn là đây là cái ngoại lệ nè. Nếu mà bên phía quốc hội hay là có những cái thông tin gì mà nó độc lập đó, nó give mình một cái reason, nó cho mình một cái lý do là to believe là chính ông tổng thống là một cái người mà vi phạm, thì bắt buộc cái người thông dịch viên đó phải hợp tác khi mà quốc hội yêu cầu. Họ không phải là họ tự nhiên họ có quyền họ đi ra họ nói với báo chí về những cái điều đó, nhưng mà bây giờ giả sử quốc hội subpoena, có nghĩa là quốc hội triệu thỉnh bà phải đi qua tường trình, mà tường trình bí mật này nọ kia đó, thì bà phải nói sự thực, là bởi vì bà nói gian thì chính bà bị cái tội nói gian. Có thể là khi mà quốc hội triệu thỉnh đó, bên phía bên tòa Bạch Ốc họ nói là không, họ phản đối, thì cái sự phản đối chống lại cái subpoena đó chắc chắn rồi nó cũng đưa qua tới tòa, thì cái quyết định của tòa lúc đó nhìn theo cái tình huống, vì cái sự an ninh của quốc gia, vì bản hiến pháp, vì cái bảo vệ nền dân chủ, thì tòa sẽ quyết định là có buộc bà phải cung khai hay không, thì đó lại là cái vấn đề khác. Thành ra bất kỳ mà những cái người làm việc liên quan tới luật pháp, liên quan tới an ninh quốc gia đó, thì những cái sự mà đó nó luôn luôn nó phức tạp lắm. Bây giờ anh Duyên chỉ nói như vậy để chúng ta dễ hiểu nè. Chúng tôi là những cái người luật sư. Chúng tôi là người luật sư thì bây giờ chúng tôi đại diện thân chủ. Mà đại diện thân chủ thì những gì người thân chủ nói chúng tôi buộc 100% phải là bảo mật. Là tại vì chúng tôi rò rỉ cái bảo mật đó ra là chúng tôi thứ nhất sẽ bị disbar, và thứ hai chúng tôi có thể bị ở tù vì cái chuyện đó nữa. Nhưng mà bây giờ một cái người chẳng hạn, ông đó là ông giết người. Ông vào, ông nói với ông luật sư là ô, tôi giết người, thì đương nhiên cái ông luật sư không được quyền lặp lại cái câu đó, là bởi vì cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Chúng tôi cũng có cái ngoại lệ của chúng tôi. Chẳng hạn bây giờ nếu mà chúng tôi đang ngồi mà chúng tôi nói chuyện với một người thân chủ, mà người thân chủ nói với chúng tôi rằng là cái anh chàng đó mà anh chàng ảnh đang hăm dọa tôi đó, ngày mai tôi sẽ giết ông đó. Đó là cái một cái tội ác nó chưa xảy ra, nhưng mà người thân chủ đã nói với mình rồi, và nói rằng là ngày mai sẽ giết người. Thì đây là cái ngoại lệ nè. Nếu mà giả sử chúng tôi mà nghe cái câu đó đó, thì chúng tôi có bổn phận phải báo với lại
cơ quan, với những cái cơ quan có thẩm quyền liền, báo với FBI hoặc là báo với cảnh sát địa phương vân vân, chúng tôi phải báo liền. Là bởi vì khi mà một, tức là những cái chuyện mà người luật sư với thân chủ mình đó mà nói về những cái chuyện đã qua để mà bảo vệ người ta theo luật pháp thì chúng tôi phải bảo mật. Nhưng mà nếu mà chúng tôi plan những cái gì trong trong tương lai đó, mà cái đó mà là một cái âm mưu để mà phạm một cái felony trong tương lai mà chúng tôi lắng nghe mà chúng tôi không nói nữa, chúng tôi bị cái tội đồng lõa và chúng tôi giống như là xúi dục đó, chính chúng tôi cũng bị ở tù nữa. Cho nên chia sẻ đơn giản như thế đó để quý tín giả hiểu rằng là cái bà thông dịch viên bà cũng kẹt như chúng tôi vậy thôi à. Nhưng mà luật pháp thì từ từ nó rất là hợp lý, nó rất là rõ ràng. Cho nên cái người đầu tiên mà cần phải đúng đó là ông tổng thống chứ không phải là cái bà thông dịch viên. Nếu mà ông tổng thống ông vi phạm đến một cái mức độ mà người ta có cái reason to believe, người ta có cái lý do để mà người ta nghi rằng là ông tổng thống này đã phản quốc rồi đó, thì cái subpoena của quốc hội nó very powerful, nó sẽ có giá trị rất là mạnh. Và lúc đó bà thông dịch viên bà sẽ phải tường trình, bà phải nói sự thực. Cho nên cái lo ngại của ông đại sứ McFaul là một cái lo ngại rất là chính đáng. Nhưng mà tôi làm luật rồi, tôi làm ở trong nghề này rồi, tôi biết là cái chuyện đó không có cái gì mà đáng ngại về cái mặt pháp lý hết đó. Một lần nữa, sau khi mà trình bày với quý tín giả, chúng tôi mới nói rằng là những cái điều mà ông Michael Cohen chẳng hạn, hay là bây giờ mà ông Giuliani đó, những cái chuyện mà tổng thống đã làm sai trong quá khứ mà họ im lặng á, thì cái đó họ im lặng là đúng, là bởi vì họ là luật sư đại diện thì họ phải im lặng những cái chuyện gì đã qua. Nhưng mà từ cái lúc mà họ đại diện mà tổng thống lại tiếp tục chỉ thị cho họ làm những cái điều sai trái mà họ tiếp tục họ làm, thì cái vấn đề đó chính họ, chính cái người luật sư đó cũng có cái vấn đề về pháp lý nữa. Cho nên trở lại cái chuyện mà ông Cohen đi, ông Cohen bây giờ mà ông đi ra ông tường trình thì những cái điều gì mà ông thông đồng với lại tổng thống Donald Trump để mà vi phạm một cái felony nào đó, thì chính ông cũng phải có bổn phận khai báo chứ ông không có được quyền giấu. Cái chuyện mà thông đồng nó khác với cái chuyện là người ta phạm lỗi rồi mà mình biện hộ người ta, hai cái chuyện đó nó khác nhau và đôi khi cái lằn ranh nó không có rõ ràng đâu. Nhưng mà khi đi vào chi tiết trong cái câu chuyện đó thì mọi phía họ sẽ đưa ra cái mức độ tranh luận của họ trước tòa. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, có quá nhiều sự kiện mà chúng ta cũng phải đang cần để mà được kiểm chứng xem coi là ai nói thật, ai nói dối. Thưa quý vị, giống như là Tổng thống Donald Trump, ông chuyên môn, ông chối, ông nói là fake news. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy rõ ràng đó là những cái tin đúng. Riêng ông cựu luật sư Cohen cũng đã lên tiếng là Tổng thống Donald Trump chỉ đạo cái vấn đề gian lận khảo sát ý kiến, rồi Quốc hội hiện nay cũng đang phải điều tra về cái tin là chính Tổng thống Donald Trump là người chỉ đạo cho ông Michael Cohen nói dối với Quốc hội. Nhưng mà bên cạnh đó, thưa với luật sư Duyên, chúng ta biết hiện nay đảng Dân Chủ họ đang kiểm soát Hạ viện Mỹ và vừa mới lên tiếng cho biết rằng là Hạ viện sẽ dẫn đầu một cuộc điều tra về một cái mối liên hệ của Tổng thống Donald Trump với một nhà băng nữa. Thưa quý vị, nhà băng này là một nhà băng lớn nhất ở nước Đức, đó là nhà băng Deutsche Bank. Thì tất cả những cái cuộc điều tra về Tổng thống Donald Trump, về những mối quan hệ làm ăn của Tổng thống, của gia đình của ông, thì thưa với lại luật sư Duyên, với tất cả những cái sự điều tra này về một nhân vật mà lại là một vị lãnh đạo, một vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, như vậy thì sau hơn 2 năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump mà chúng ta thấy có quá nhiều những cái vấn đề pháp lý, rồi sự xung đột về lợi ích của Tổng thống Donald Trump, nào là khách sạn của ông, sân golf và rất nhiều hoạt động kinh doanh khác của chính Tổng thống và của gia đình ông. Thì như vậy cái thời gian mà để cho, có lẽ là quý vị cũng thấy là nếu mà chúng ta ở lâu ở nước Mỹ thì đây, Tổng thống Donald Trump là một vị tổng thống mà Lê Ngọc thấy vướng vào nhiều vấn đề rắc rối, những vấn đề pháp lý nhiều nhất, thưa luật sư Duyên. Thực sự hình như đó là cái bản chất của Tổng thống Donald Trump. Khi mà ông còn là cái người dân thường đó, thì quý thính giả cứ nghĩ đi,
trong vòng 40 năm mà ông điều hành cái công ty của ông đó, hơn 5.000 vụ kiện, mình chia đều ra có nghĩa là mỗi một năm khoảng hơn 100 vụ kiện, mỗi một tháng khoảng hơn 10 vụ kiện. Mình mới nói là ủa, tại làm sao mà nếu nếu mà mình đi làm ăn mà mình tối ngày mình cứ lo cái chuyện mà mình bị kiện rồi kiện thiên hạ rồi bị kiện 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 thiên hạ đó, thì tập trung đâu để mà làm ăn nữa. Mà chính vì những cái bản chất như vậy đó, thì tổng thống không có muốn ngồi xuống để mà làm một cái gì mà nó gọi là nó hợp lý, nó reason đó, mà vì không có một cái reason, không có fair, không có hợp lý đó, nó mới đưa nhau ra tòa. Mà cũng chính vì như vậy mà công ty Trump đã 4 lần khai phá sản, 4 lần nghĩa là giật tiền của người ta đó. Mà chính vì vậy cho nên chính nhà băng, chính cái ngân hàng lớn nhất của Mỹ chê không có làm ăn, không có muốn làm ăn, không có muốn cho Trump mượn tiền nữa hết. Và chính vì chính nhà băng của Mỹ không có chịu cho mượn tiền nữa, thì lúc đó mới có cái chỗ trống mà Nga nhào vô. Nhưng mà Nga hoặc nhào vô họ đi, không có một cái nhà băng Nga nào mà được cái uy tín thế giới đó, thì họ phải xài qua cái nhà băng Deutsche Bank của Đức. Thì cái bây ngay bây giờ trong một cái chương trình trước lúc mà anh em chúng tôi nói chuyện đó, là trong lúc mà ông Cohen ông ra ông nhận tội đó, thì cái nhà băng Deutsche Bank ở bên Đức đó cũng đã bị raid. Mình không biết hai cái chuyện nó có liên quan gì với nhau hay không, mà cho tới bây giờ chính phủ Đức họ cũng im lìm, họ cũng không có nói rằng là cảnh sát của họ chụp vô Deutsche Bank để làm cái gì, nhưng mà hốt hết tài liệu đi. Đồng thời đó thì là ở Chicago của Mỹ cũng có một ông gọi là từng giữ cái tài chính cho Tổng thống Trump cũng bị hốt hết tài liệu đi, nó xảy ra trong cùng một ngày đó. Thành ra những cái người mà làm tin đó, người ta chỉ cần nối những cái đó thôi, người ta không có dám đưa ra cái kết luận chính xác, nhưng mà đó là những cái điều mà hướng dẫn cái phân tích cái suy nghĩ của họ. Còn vì bên phía bên cuộc điều tra của ông Mueller thì bây giờ là họ chưa có lên tiếng thôi, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì mình biết rằng là cuộc điều tra của ông Mueller, ông biết nhiều điều lắm rồi, là tại vì cái tiền của Deutsche Bank á, họ có cái chi nhánh ở bên Moscow, ở bên mặt tư khoa, tiền của các oligarch đổ vô trong đó, trong khi cái chi nhánh của Deutsche Bank ở New York đó lại tuôn tiền ra cho, đó là cái nhà băng duy nhất cho tới giờ phút này cũng làm ăn hàng trăm triệu, hàng tỷ với lại Tổng thống Trump. Thì đó là người ta chỉ cần theo dõi cái cuộc chuyển tiền để người ta sẽ điều tra như thế nào. Cho nên trong những cái ngày tháng tới, và tôi tin rằng là khi mà cái report của ông Mueller mà đưa ra đó, thì tất cả những cái chuyển tiền giữa các nhà băng với nhau thì nó nói lên rất là nhiều trong cái cách làm ăn của tổng thống. Mà cái điều mà đáng ngại là chính tổng thống đã quen với cái cung cách làm ăn đó rồi, tới chừng cai nghĩa là điều hành cả một cái quốc gia mà cũng dùng đúng cái việc làm đó, đã có những cái bằng chứng cho thấy là con gái của mình Ivanka Trump đó, đã ra giá cả trong cái lễ mà gọi là nội cái lễ đăng quang thôi đó, mà ra giá cả chẳng hạn muốn sử dụng cái phòng ballroom đó một ngày là 85.000 đô la chẳng hạn. Đó là những cái mà ngay bây giờ nó đã nằm ở trong cái nó là những cái bằng chứng cụ thể ở trong tay của Mueller rồi. Cho nên yes, trong vòng vài tháng tới đây, như là lần trước thì có tin nói rằng là giữa tháng 2 là 15 tháng 2 đó là ông Robert Mueller sẽ đưa ra cái report. Thì tôi với lại Ngọc chúng anh em chúng tôi mà phân tích đó, chúng tôi nói là không thể nào mà 15 tháng 2 mà kịp hết đó, là tại vì thứ nhất cái thông tin mà ông Mueller có là đã có quá nhiều rồi. Vậy mà còn những cái mảng rất lớn mà chưa chưa từng đề cập tới đó, là gồm có con rể như thế nào, con gái như thế nào, con trai như thế nào, mà chưa có một cái subpoena nào để những cái người đó đi ra nói chuyện với đại bồi thẩm đoàn hay là nói chuyện với Mueller cả. Thì tôi nói rằng là nếu mà nói trong vòng vài tuần nữa mà xong thì chắc là không xong đâu. Nói như thế thì thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta đã vào cuối tháng giêng rồi, chớp mắt mà đã gần hết một tháng của cái năm mới rồi, thì chỉ còn có vài tuần nữa, tôi không tin là cái cuộc điều tra của ông Mueller có thể kết thúc vào giữa tháng 2 như là
những cái thông tin mà báo chí nói. Chứ còn riêng về phía ông Mueller thì ông im lìm. Ông Mueller ông làm cái gì không bao giờ ai biết trước hết. Ít ra cho tới giờ phút này chúng ta biết cái đó là một cái dữ kiện đáng nể của ông Mueller. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, những cái sự kiện nổi bật mà trong ngày đầu tuần mà chúng tôi vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả. Nào là chính phủ vẫn còn tiếp tục bị đóng cửa một phần, chúng ta cũng chưa có một cái ngày nào mà để biết rằng thật sự chính phủ sẽ mở cửa trở lại, với cái sự giằng co giữa quốc hội rồi bên Dân Chủ Cộng Hòa và ngay cả Tổng thống Donald Trump, rồi cuộc điều tra về việc là Tổng thống Donald Trump có thông đồng với Nga hay không khi mà vận động tranh cử qua nhiều những chương trình mà Tổng thống Donald Trump có liên quan tới. Nhưng mà còn một sự kiện nữa thưa với lại luật sư Duyên, hiện nay cũng mọi người cũng đều dồn mắt để ý đến, đó là cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai với lại Kim Jong-un, với lại Tổng thống Donald Trump, mà chúng ta biết trong cái ngày cuối tuần thì Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders cũng cho biết cái thời gian đó có thể là vào cuối tháng 2, và Tổng thống Donald Trump sau một cái cuộc họp 90 phút với ông Kim Jong-chol, ông này là một cựu điệp viên thưa quý vị, một trong những phụ tá hàng đầu của Kim Jong-un, thì cả hai người đã thảo luận về vấn đề phi nguyên tử hóa, và một cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai sẽ vào cuối tháng 2 đó từ là Tòa Bạch Ốc. Như vậy thì luật sư Duyên, khi mà nói đến cái vấn đề có một cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai ở tại nơi nào thì chúng ta cũng chưa được một cái thông tin chính xác, ngoài cái vấn đề mà hiện nay ai cũng nói có thể là ở Việt Nam tại Đà Nẵng. Nhưng mà bên cạnh đó thưa luật sư Duyên nghĩ là song song với cái cuộc gặp lần thứ hai này thì Tổng thống Donald Trump cũng có những cái đồn đoán cho rằng ông cũng có thể ra một cái tuyên bố là rút quân đội Hoa Kỳ về trở lại Mỹ từ Nam Hàn. Thì điều này luật sư Duyên có ghi nhận một cái tin tức cập nhật nào về vấn đề này hay không thưa luật sư Duyên? Cái vấn đề của bán đảo Triều Tiên, đúng như Lê Ngọc mới vừa chia sẻ đó, thì Tổng thống Trump đang có hai cái điều mà gọi là đang hai cái điều bàn cãi lớn. Đối với Bắc Hàn đó thì là vấn đề nguyên tử, vấn đề giải giới, còn đối với Nam Hàn đó là cái việc mà đồn trú quân Mỹ, bây giờ có khoảng chừng 28-29 ngàn quân nhân Mỹ đang đóng ở South Korea. Thì sở dĩ mà mình nói là nó là cái vấn đề lớn, là tại vì như mình trong một cái chương trình nào đó lâu rồi thì luật sư Duyên với Lê Ngọc có chia sẻ với quý thính giả đó, là trong cái lúc mà chuẩn bị cái cuộc họp giữa Bắc Hàn và Tổng thống Trump đó, thì bên phía bên Nga là ông Putin, ông có đi qua Bắc Hàn một lần. Nếu mà mình nhìn vào cái địa lý đó, mình mới thấy rằng là giữa Nga và Bắc Hàn đó, nó có một cái đường biên giới ngắn thôi, chứ không có dài. Mà nó chỉ có một cái cầu duy nhất để mà từ Nga mà đường bộ mà. Từ Nga mà đi qua Bắc Hàn chỉ có một cái cầu duy nhất thôi. Nhưng mà đó là một cái đoạn biên giới ngắn. Nhưng mà cái cầu là cái cầu huyết mạch. Mà nó lại rất là quan trọng trong cái việc mà làm ăn buôn bán dầu hỏa thương mại giữa hai nước là Nga với Bắc Hàn đó. Thì nó quan trọng lắm. Và đó là một cái... Thành ra mình nói rằng là tại sao mà cái Nga vẫn còn quan tâm tới Bắc Hàn, đến mức độ mà ông Putin ổng đi qua Bắc Hàn để mà ổng nói chuyện với ông Kim Jong-un trước khi Kim Jong-un nói chuyện với Tổng thống Trump. Mình biết rằng Kim Jong-un thì dựa vào Trung Quốc, dựa vào Bắc Kinh, cái đó nó rõ ràng rồi. Vậy thì cái interest, cái lợi ích của nước Nga như thế nào trong cái cuộc mà nói chuyện giữa Kim Jong-un với ông Trump, đến mức độ mà Putin cũng đi qua đó, thì ngay bây giờ mình thấy nó có một cái dấu hiệu. Đó là chúng ta biết Mỹ và Nam Hàn sau cái cuộc chiến mà năm 1950 đó, sau có cái thỏa ước bằng môn liếm mà chia cắt Bắc Hàn đó, thì Nam Hàn đã đồng ý để cho quân đội Mỹ hiện diện ở đó. Chúng ta tưởng đâu là, chứ nếu mà mình nghĩ đơn giản đó, mình nói là Mỹ hiện diện ở đó là chỉ để bảo vệ Nam Hàn thôi. Nhưng mà thực sự đó là do
sự hiện diện của Mỹ ở Nam Hàn đó là để trấn an cả một cái mảng ở Biển Đông, trấn an ở cái mảng mà Nhật Bản, Nam Hàn vì đó, để mà đối trọng cái quyền lực với lại Nga, với lại Trung Quốc ở đó. Cho nên Mỹ, nghĩa là cái trong cái thỏa ước đó là Nam Hàn cho Mỹ đồn đóng 28.500 người, cái lính Mỹ ở đó. Thật sự sự đồn đóng đó là do chính quyền lợi của Hoa Kỳ, nhưng mà không phải là free. Yes, nó cũng là cái an ninh của Nam Hàn nữa. Cho nên Nam Hàn mỗi một năm tính cho tới giờ phút này đó thì cái số tiền mà họ 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 đóng vào đó cũng lên tới là khoảng gần 1 tỷ bạc một mỗi một năm, tức là 855 triệu năm vừa qua đó. Thì khi mà Tổng thống Trump lên, tự nhiên Tổng thống nói rằng là không, 855 triệu ít quá, bây giờ Tổng thống đòi một cái số tiền lớn hơn nhiều. Mình không biết là cái phía Tổng thống đòi là bao nhiêu, nhưng mà bên phía bên Nam Hàn họ nói là cái khoản mà Tổng thống Trump yêu cầu đó, với lại cái khoản mà hồi đó tới bây giờ mấy chục năm nay, mấy đời tổng thống rồi mà đồng ý với Nam Hàn đó, hai cái khoản đó nó khác nhau quá nhiều. Thì bên phía những cái nhà lập pháp bên Nam Hàn và báo chí Nam Hàn đó, họ ngờ rằng là Tổng thống Trump làm cái áp lực này, và nếu mà giữa Nam Hàn và Mỹ mà không có thỏa thuận được cái con số chia sẻ đó, thì Tổng thống Trump sẽ lấy cái cớ đó và lên tiếng là rút quân khỏi Nam Hàn. Và cái đó nếu mà thực sự mà nó xảy ra thì chúng ta biết rằng là hình như sẽ có ảnh hưởng của nước Nga trong đó. Nga và Tàu không muốn là có sự hiện diện của quân lực Mỹ ở cái vùng đó. Vậy thì thực sự ra ai cũng biết, mình nhìn cái bản đồ thế giới, tất cả những cái ông tướng mà gọi là tư lệnh ở Nam Hàn đều biết là 28.500 quân Mỹ đó, đó mà không đóng ở Nam Hàn mà đưa về Mỹ, đưa về Tennessee hay đưa về đâu, mình vẫn tốn kém y hệt như vậy thôi. Vậy thì khi mà Nam Hàn nói rằng là cho mình đồn đóng quân ở đó, cũng giống như là Mỹ hiện đang đồn đóng quân ở Pakistan, đang đồn đóng quân ở Qatar đó, là Mỹ phải trả tiền cho mấy nước đó nữa. Đằng này Mỹ đồn đóng quân ở Nam Hàn, đã không trả tiền cho Nam Hàn mà Nam Hàn còn chia sẻ mỗi một năm gần 1 tỷ đô la nữa. Vậy thì vì một cái lý do bí mật nào đó mà Tổng thống Trump bây giờ nói rằng là Nam Hàn phải trả tiền thêm, nếu không thì là có thể sẽ rút quân khỏi. Thì cái đó là một cái vấn đề nhức đầu mà giữa Tổng thống Trump với Nam Hàn bây giờ. Mà cái nhức đầu đó, qua cái góc nhìn của tôi đó, thì tôi ngờ rằng là có cái áp lực của Putin ở trong đó. Chứ còn Tập Cận Bình không có áp lực được Tổng thống đâu. Có cái áp lực nào đó cho nên bây giờ tự nhiên gọi là đòi là Nam Hàn phải trả tiền nhiều hơn. Trong khi mình mà đóng quân ở Qatar, mình đóng quân ở bên 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 Pakistan đó, là mình phải trả tiền mỗi một năm mấy tỷ cho mấy nước đó. Thì tại sao bây giờ Nam Hàn họ đã chia sẻ, ngoài cái việc là mình đồn đóng là mình có free land, đất đó mình free rồi, mấy cái đồn 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 lính của mình không phải trả tiền rồi, mà Nam Hàn còn chia sẻ vô 1 tỷ đô la mỗi một năm nữa, thì lấy cớ gì mà làm khó để mà rút quân? Đó là cái thứ nhất. Còn cái dĩ nhiên cái nhức đầu thứ hai là đối với Bắc Hàn, đó là liệu Tổng thống Trump có ép được Kim Jong-un là phải tuyên bố công khai là ngưng chương trình nguyên tử hay không. Mà riêng cái điểm đó thì tôi cũng đã nói rõ là không bao giờ Kim Jong-un ngưng cái chuyện mà chương trình nguyên tử của Bắc Hàn ở trên đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ có những cái nguồn để mà chúng ta theo dõi, để xem những cái diễn biến trong những tuần kế tiếp, những tháng kế tiếp đó, coi coi nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà một lần nữa, Tổng thống Trump đang có một cái suy nghĩ là sẽ rút quân, do đó Nam Hàn rất là lo lắng. Còn phía bên Bắc Hàn thì họ nói rằng là họ không có giải giới nguyên tử gì cả, mà nếu mà Mỹ mà rút ra khỏi Nam Hàn đó thì đó là một cái món quà cho Kim Jong-un, đó là một cái món quà cho Nga, và đó là một cái món quà cho Trung Quốc. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, Lê Ngọc cảm ơn luật sư Duyên đã đến cho làn sóng NVR để mà gửi đến cho quý vị thính giả những cái bản tin mới nhất trong ngày đầu tuần hôm nay. Như vậy thì thưa với luật sư Duyên, chúng ta biết là đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 thì thời gian bữa nay ngày 21 rồi. Ngày 5 tháng 2 thì đúng là ngày mùng 1 Tết, gọi là ngày thứ 3 thưa quý vị. Như vậy thì ngày thứ 2 sẽ là ngày 30 Tết. Không biết là ở California, ở miền Bắc của luật sư Duyên, cái không khí Tết nó đã đến chưa với lại cộng đồng người Việt của miền Bắc California thưa luật sư Duyên? Không có theo dõi nhiều. Cái này thú thiệt, không có theo dõi nhiều về cái chuẩn bị Tết, nhưng mà luôn luôn nghe trên radio đó thì cái không khí của Nam California thì luôn luôn, bởi vì cái cộng đồng người Việt ở đó lớn mà, cho nên nhộn nhịp hơn. Và năm nào cũng vậy, ở Bắc California thì cũng có những cái chợ hoa, cũng có những cái mở chùa, người ta đi chùa, đi nhà thờ vân vân. Thì chắc nó cũng chỉ như thế thôi. Xuân tha hương thì chỉ có cái hương vị Tết cũng đủ vui rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, luật sư Duyên vừa mới nói đến xuân tha hương á, thì thưa luật sư, ở ngay tại miền Đông Bắc mà nhất là tại Virginia của Lê Ngọc thì hiện nay nó quá lạnh nữa. Thì chúng ta là đang ở mùa đông nhưng mà nói đến là sắp sửa đón Tết nữa. Thì cái thời tiết nó cũng làm cho chúng ta cảm nhận như là Tết cũng chưa có tới nữa, còn quá lạnh. Cứ mỗi lần mà tới Tết thì chính lại là mùa đông của xuân tha hương. Lê Ngọc xin chào luật sư Duyên và mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm. Đó là nhạc phẩm Hẹn một mùa xuân của Đan Nguyên. Để mà tạm biệt với lại quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Duyên. Xin tạm biệt.